Thanh Thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài BWN TV 57.3. Kính thưa quý vị đang theo dõi một chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hồi lần trước thì trong một cái talk show, chúng ta đã có gặp gỡ ban tổ chức của đêm cuộc thi Khiêu Vũ Đẹp 2012 do VT Productions tổ chức. Và bây giờ ngày hôm nay, với sự trở lại của người đại diện của VT Productions là chị Hồng Vân đã tới đây, và đồng thời chị Hồng Vân cũng đã đi cùng với hai vũ sư, và hai vũ sư này cũng sẽ là hai vũ sư trong ban giám khảo của cái đêm cuộc thi Khiêu Vũ Đẹp 2012 do VT Productions tổ chức. Đó là Thanh Thanh xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị là vũ sư Mỹ Dung, và ngồi kế bên đây là vũ sư Hùng Lân. Và Thanh Thanh xin mời chị Hồng Vân, vũ sư Mỹ Dung và vũ sư Hùng Lân gửi lời chào đến khán giả. Hồng Vân xin gửi lời chào, kính gửi lời chào đến quý khán giả của đài BYN, và chào cô Thanh Thanh. Dạ vâng. Chào Hùng Lân với Mỹ Dung. Mời Mỹ Dung. Dạ. Mỹ Dung xin chào quý khán giả của đài BYN 57.3. Chào chị Hồng Vân, chào Thanh Thanh, chào anh Hùng Lân. Hồng Lân cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình BYN 57.3. Và xin chào tất cả. Vâng, và kính thưa quý vị, trong một cái buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay thì một cái không khí sôi động nhộn nhịp cũng đã sắp sửa đến với chúng ta. Đó là vào ngày 23 tây tháng 11 này sẽ là một trong những cái vũ điệu đầu tiên sẽ được khai mạc để mà chúng ta cùng đến tham dự cho cái cuộc thi Khiêu Vũ Đẹp 2012 do VT Productions tổ chức. Thì đó là vũ điệu bebop. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái vũ điệu đó, để bắt đầu hỏi chị Hồng Vân là ban tổ chức của VT Productions, là thưa chị, là cái cuộc thi này nó mang ý nghĩa gì và tại sao mình có cái cuộc thi này? Vâng, bên trả lời Thanh Thanh là như lần trước Hồng Vân đã lên đây mà trình bày rồi, là Hồng Vân cũng như ban tổ chức đó, có ý định tổ chức cuộc thi Khiêu Vũ Đẹp năm 2012, bởi vì là nhận thấy rằng Hilton sau những năm gần đây rất nhiều thay đổi, nhiều phòng trà, và những người khiêu vũ, thích khiêu vũ đã gia tăng. Trước Hồng Vân đi thăm những phòng trà, thấy ai cũng nhảy hay, ai cũng nhảy đẹp hết. Ra vì thế cho nên Hồng Vân mới có ý định đứng ra tổ chức cuộc thi này, để như là một nhịp cầu bắc nối giữa những người thích khiêu vũ và những vũ sư. Ở Hilton chúng ta cũng có rất nhiều vũ sư, chẳng hạn đại khái như là hiện bây giờ có hai vũ sư hiện diện đây, là những người đã có thể nói là có tên tuổi ở Hilton. Hùng Lân thì Hồng Vân biết rất lâu, từ trên 10 năm nay khi Hồng Vân hoạt động ở Hilton. Và sau khi 5 năm Hồng Vân về Pháp trở lại thì để gặp người đẹp Mỹ Dung, thì Vân thấy rằng là cái không khí khiêu vũ nó sôi động, bởi vì đó là một phong trào. Hồng Vân nghĩ rằng khiêu vũ không những là một nghệ thuật mà còn là một cái hình thức exercise, thì mình giảm stress nè. Theo bác sĩ nói đó thì lại tiêu cholesterol là tốt cho tim mạch. Giảm Vân thấy nữa. Rằng đúng rồi. Vì thế cho nên Vân thấy rằng là khiêu vũ không nó có rất nhiều lợi ích cho cộng đồng. Vì thế cho nên với cái tinh thần văn nghệ, Vân muốn tổ chức một cuộc thi này để cho quý vị có một cái dịp để học hỏi thêm những cái điệu mới, hoặc là có thể trau dồi thêm những vũ điệu mình đã thích nhảy, mà mình có những vũ sư ở đây mình có thể trau dồi để có những fantasy mới. Và mình với cuộc thi này để giúp cho quý vị có một dịp thi thố tài năng. Dạ vâng. Nhưng mà cái câu hỏi này Thanh Thanh xin được dành riêng cho vũ sư Mỹ Dung, là cái cuộc thi mang cái tên là cuộc thi khiêu vũ đẹp, thì không biết phải nhảy đẹp mới được thi, hay là miễn sao mình nghĩ là mình muốn đi thi thì mình đi thi? Mỹ Dung xin trả lời câu hỏi Thanh Thanh. Mỹ Dung xin chào quý khán giả của đài BYN 57.3. Thật ra khiêu vũ đẹp là một cái nói chung, nhưng mà các cô, các chú ai cũng thi được, mà ai nhảy cũng sẽ đẹp. Tức là cho không nên, cần phải nhảy đẹp mới mình mới tham gia. Không nhất thiết đâu, các bạn có thể học từ lớp nào cũng đi thi được hết. Dạ vâng. Và bây giờ Thanh Thanh xin hỏi anh vũ sư Hùng Lân là cái cách chấm điểm của anh sẽ như thế nào, dựa theo vào cái yếu tố như ra sao? Thì như thế này, bất kỳ theo Hồng Lân nghĩ, những người nào đã biết đi khiêu vũ thì cái vấn đề tối ưu của nó là cái nhịp. Và nói chung là tạm thời là ban giám khảo nó cũng như là đã có một cái plan là chấm thi như thế nào. Nhưng mà tạm thời để cho các bạn, thứ nhất là chúng ta yêu thích nghệ thuật, cứ việc tham gia cái đã. Rồi sau đó đó, trong mỗi một cái đợt thì tụi ban giám khảo sẽ quyết định là cho biết được cái plan chấm điểm như thế nào. Cái quan trọng là chúng ta cái việc nhảy đủ đúng cái technique của điệu và cái nhịp là ok rồi.
Vân xin được bổ túc là ban tổ chức đã đề nghị với giám khảo là chúng ta sẽ có một cách chấm thi rất là công bằng, bằng chứng là sẽ cho trên số điểm, chẳng hạn như 10 điểm thì 4 điểm để chấm cho cái nhịp điệu. Nhịp điệu và cách như là Hồng Lân nói là cách đúng thạn cha cha cha, phải nhảy đúng cha cha chẳng hạn. Và 4 điểm cho cái nghệ thuật sáng tạo, nghĩa là fantasy, mỹ dung. Nghĩa là mình có thể chế ra những cái điệu mà mình thích, nhưng mà vẫn nguyên tắc là phải đúng cái nhịp của cha cha, phải đúng cái điệu của cha cha. Sau đó 4 điểm để cho vào cái nhịp sáng tạo, cái sự sáng tạo rất là hay, nhìn thấy đẹp, sáng tạo ra những cái phong mới, được 4 điểm. Và 2 điểm trên cái trang phục mình biểu diễn. Đó là cái nguyên tắc mà ban tổ chức đã đề nghị với giám khảo, là mình chấm thi trên cái nguyên tắc đó để cho được công bằng. Cho nên là không có thể là, có thể là giám khảo phiếu linh chẳng hạn như trên nhịp điệu bắt buộc phải chấm đúng rồi, nhưng mà có thể Mỹ Dung nhìn cái cặp này nhảy, phiếu linh thấy cái cặp này nhảy đẹp quá, nhưng mà biết đâu có thể Hùng Lân bảo cặp này tôi nhảy cái kiểu đó tôi không thích mấy, có thể cho ít hơn. Cái đó là tùy giám khảo. Thì vì chúng ta có bốn giám khảo cơ, là anh Nguyễn Tịnh và anh Jimmy Thọ, thì hôm nay hai vị đó đã đi bận, phải đi làm cho nên không xuất hiện ở trên đài. Nhưng mà những giám khảo chúng tôi đã hội họp và chúng tôi đã bàn với nhau là chúng có cái cuộc chấm thi rất là công bằng. Vì thế quý vị đừng ngại ngùng, hãy đi thi, bởi vì cái này phải Mỹ Dung, cái này không phải là không phải là những học trò của một cái lớp vũ sư nào gửi đi thi, mà có thể nói là freelance. Quý vị không cần học ở vũ sư nào, quý vị cũng có thể đoạt giải, bởi vì không phải một giám khảo chấm cho học trò của mình không thôi, mà bốn giám khảo chấm cho tất cả những thí sinh, đặc biệt là những khán giả đi thi, họ cũng có quyền bỏ phiếu. Và cái số phiếu bầu của khán giả nó sẽ cao 30% trên cái số điểm, hạn như giám khảo cho thì 70%, và cộng thêm 30% của những vị giám của những khán giả đi xem. Vì khán giả có thể không nhìn thấy nhịp điệu, nhưng mà họ cũng có thể nhìn thấy cái kiểu đẹp, thì họ cũng có thể chỉ có thể 30% trên cái quyết định thôi. Và cái hôm chung kết á, thì sẽ có thêm một cặp vũ sư ở California xuống để cho thấy rằng là ở Houston như thế này, chấm thả sơ kết thôi. Nhưng mà chung kết sẽ có một cặp vũ sư là anh Quốc Dương và cô vũ sư người Nhật là Asuka sẽ đến để tăng cường thêm cái phần giám khảo để cho nó có vẻ linh hoạt hơn và công bằng hơn. Dạ vâng. Dạ. Đó là trong cái phần mà chung kết. Còn nếu như mà trong cái ngày mà chúng ta đang cực kề tới đây, dạ, đó là vũ điệu, thi vũ điệu bebop vào ngày 23 tây tháng 11, thì xin mời anh vũ sư Hồng Lân cho biết thêm về cái ngày hôm đó sẽ có ai, sẽ có khách mời nào hay không, rồi có văn nghệ ra sao, như thế nào? Cái phần này để cho Hồng Lân xin nhường lại cái bài vật chất là cho Hồng Lân. Anh Hồng Lân, cái này là Hồng Lân với là Mỹ Dung chỉ là hai vị trong ban giám khảo. Dạ vâng, tức là lên đây đảm nhiệm về cái hôm nay Hồng Vân đúng hôm nay Hồng Vân mời lên đây hai vị giám khảo này để cho quý vị thấy rằng là muốn có tiếng nói của hai vị giám khảo, muốn mời tất cả quý vị hãy hăng hái ghi tên, bởi vì có thể ở ngoài cũng nghĩ rằng là có thể đây là một cái tổ chức của một nhóm người nào đó, chẳng hạn của một vũ sư đưa ra để nhảy. Hồng Vân muốn hoặc là những người chuyên nghiệp mà thôi, vâng, cho nên là có thể là vâng, có một số khán giả vâng, họ yêu thích cái môn vâng, cái này là mình chỉ bất họ sẽ ngại họ vâng, không họ đúng, không dám đăng ký vâng, cái, mà cái này là một cuộc tổ chức cho những người thi mà không phân biệt tuổi tác, không phân biệt bất cứ quý vị lớn tuổi hay là trẻ tuổi gì, quý vị cũng phải thi, vì đây là nghệ thuật. Cho nên cũng như đi hát vậy, thi hát quý vị thấy có những cái buổi thi hát lớn nhỏ thì không cần biết, mà những người lớn 60-70 tuổi họ vẫn hát vẫn hay vào chung kết. Vì thế Hồng Vân thấy rằng đừng có ngại rằng là ồ thôi tôi lớn tuổi quá tôi không thi đâu, sao bằng mấy người trẻ được. Nhưng cái này á là cái fantasy, thì người lớn tuổi mình có thể ở nhà mình chế tạo với nhau những cái điệu mới có thể làm. Và đặc biệt là vũ trường New Diamond là nơi mà đã giúp đỡ cho ban tổ chức, cho cái mượn cái nơi này để tổ chức những cuộc thi. Thì chủ nhà hàng là cô Hồng và anh Tuấn cũng có sponsor cho cái buổi thi này bằng cách mời những vũ sư trong ban giám khảo đến tăng cường những buổi tối thứ hai, thứ ba và thứ năm để bỏ ra thì giờ để mà cho những cái cặp, những cái quý vị nào mà muốn thi nhưng mà vẫn còn ngại ngùng, không biết mình có nhảy đúng nhịp hay không. Chẳng hạn như không phải là những học trò của những vũ sư, những người đã từng nhảy nhưng mà bảo ồ tôi không phải học trò của vũ sư thì không biết là tôi có thi cái đúng không, chỉ có thể đến thứ hai thì có Mỹ Dung, thứ ba có cô nữ là vũ sư Xuân Thanh và anh Hồng Lân sẽ đảm trách ngày thứ năm. Nếu quý vị thích học hay là quý vị rảnh ngày nào, quý vị đến vũ trường bắt đầu từ 8 giờ thì có những 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ để học những vũ sư đó, để những vũ sư có thể
dạy thêm những nhịp điệu, những fantasy, hoặc là có thể hỏi tham khảo thêm ý kiến về cái cách trình bày của mình như vậy có đúng hay không, thì quý vị đừng ngại ngùng gì hết. Cái là ban tổ chức dùng đủ mọi phương tiện để giúp quý vị có can đảm và có thể là chơi cuộc vui này. Tức là mình nói tóm lại là không cần chúng ta phải là một người nhảy chuyên nghiệp. Đúng. Mình có thể mình là một người amateur, chỉ biết những cái bước nhảy căn bản mà thôi. Đúng. Thì mình cũng có thể thi, bởi vì cái cách chấm thi như Vũ Sư Hùng Lưng và Mỹ Dung đã có trình bày, đó là cái phần thi không phải là nhất thiết chúng ta phải bay lượn, bay nhảy, quăng lên, quăng xuống. Đúng. Thì mới được đi thi. Đúng. Mà chúng ta có thể bước những bước rất là căn bản của Đúng. Những vũ điệu. Và gần đây nhất là ngày 23 tây tháng 11 sắp tới là một trong ba vũ điệu sẽ được bắt đầu để mà vào trong cái cuộc thi, đó là vũ điệu bebop. Cho nên là nếu quý vị đam mê cái bộ môn khiêu vũ, mà quý vị nghĩ là như chị Hồng Vân cũng đã có nói là bộ môn khiêu vũ là một cái bộ môn mà bác sĩ cũng đã chứng minh, khoa học cũng đã chứng minh là đó là một cái bộ môn sẽ giúp cho chúng ta tốt về tim nè, rồi giảm mập, giảm stress nữa. Cho nên đó cũng là một cái gì đó. Rồi với lại mình tới đó mình cũng sẽ gặp rất là nhiều những bạn cùng thi với chúng ta, cho nên là cũng tạo thêm cái cuộc sống nữa hoa lá hơn, nó vui vẻ hơn. Đúng rồi Thanh, bởi vì khi mình biết nhảy đó, thường thường biết nhảy một điệu thôi nhưng mình cũng thích phăng lắm, bởi vì nếu mà gọi là người nam hạn người đàn ông, mình nhảy đi tới đi lui nhưng phải biết fantasy thì mà mời đào mới dễ, đúng không rồi. Mà đào ấy thấy ông nào nhảy hay thì vẫn thích nhảy hơn, còn hơn là nhảy với mà ông nhảy tới nhảy lui hoài. Vì thế cho nên cái nhảy nếu mà quý vị không thi mà quý vị đi xem thôi đó, quý vị có học thêm những cái fantasy nữa. Bởi thế Hồng Vân nghĩ rằng là cái cuộc vui này không những cho những người đi thi mà cả những người đi xem nữa. Thì Vân hy vọng rằng là cái cuộc thi này và cuộc tổ chức này sẽ giúp tất cả những quý vị yêu khiêu vũ, mà hiện bây giờ là một gọi phong trào rất là sôi nổi ở Houston, không phân biệt tuổi tác. Vân thấy rằng cả hạn như là những người rất là lớn tuổi như anh chị Văn Bình là những người đã ủng hộ và sponsor cho cái show này. Hai anh chị có thể lớn hơn Vân nhiều lắm nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ yêu đời trẻ trung, tại vì cứ đi nhảy mỗi tuần, thứ sáu cũng gặp, thứ bảy cũng gặp, chủ nhật cũng gặp. Và Vân thấy rằng là những người đi khiêu vũ còn đi show nhiều hơn ca sĩ nữa, các phòng trà đâu cũng đi. Thì Vân thấy rằng đó là tại sao người ta trẻ trung, người ta khỏe mạnh hoài. Thường Vân nghĩ là khiêu vũ mà thôi. Vì thế và những vũ sư ở đây để làm gì? Vũ sư ở đây chỉ để giúp các bạn. Anh quý vị không ngại ngùng gì cả, cứ đến gặp Hồng Lân, Mỹ Dung thì thứ hai và Hồng Lân thì thứ năm và Xuân Thanh thứ ba tại vũ trường New Diamond, và ông chủ và chủ của vũ trường đó đã ủng hộ rất nhiều cái show này và nhà ý là đã mời những vũ sư đến để giúp quý vị. Vân nghĩ rằng là đó là một điều rất là cảm ơn Hồng Lân rất nhiều, và Mỹ Dung hai người có thể nói là rất support Hồng Vân. Hồng Lân, cảm ơn Hồng Lân rất nhiều, bởi vì cái thật tình ra nếu không có những vũ sư, Hồng Vân chẳng làm được gì hết. Mình tổ chức nhưng phải có những vũ sư support mình, cái là gửi học trò đi thi hoặc là khuyến khích những người mình đã dạy là can đảm lên đi thi cái cuộc thi này. Giải nhất 2.000, giải nhì 1.000, giải ba 500 là một giải thưởng không nhỏ đối với ban tổ chức chúng tôi. Bỏ ra một số tiền bằng tiền cash như vậy. Hơn nữa chúng tôi cũng có rất nhiều những cái nhà tài trợ, họ cho những cái giải thưởng, chẳng hạn những cái phiếu ăn, những cái phiếu đi làm tóc, hoặc như là võ đường Văn Bình cho những cái khóa học tự vệ cũng tốt lắm, bởi vì mình nhảy hay mình đi chơi vậy, chứ mình nếu mà ông nào bắt nạt thì mình phải đá và cắn ngay. Vâng, kính thưa quý vị là Thanh nghĩ là đây là một cái chương trình đáng để mà chúng ta bỏ một vài giờ đồng hồ để mà vào trong đó để xem coi các bạn thi như thế nào, hoặc là chính quý vị có thể đăng ký để mà thi. Và như là chị Hồng Vân đã có nói là ngày hôm đó nếu quý vị mà nếu từ đây cho tới ngày 23 tây tháng 11 chính thức cái cuộc thi đó, thì quý vị có thể ra ngay tại vũ trường New Diamond để mà gặp vũ sư Hồng Lân và vũ sư Mỹ Dung, và còn hai vũ sư khác nữa sẽ thường trực ở đó để mà có thể giúp quý vị trong để mà mình nói là luyện tập trước khi mà quý vị ra quân. Cho đúng. Nên là trời cho nên Thanh là nó hay quá. Mọi Thanh, thứ chị nghĩ Thanh cũng là cái là nhảy cũng hay lắm á. Nói chuyện cũng dễ như là đúng ở trong trường phái. Dạ vâng. Thôi bây giờ Thanh không dám nói tới là mình khiêu vũ như thế nào. Nhưng mà phải trở lại với cái chương trình ngày hôm 23 tây tháng 11, thì Thanh muốn hỏi vũ sư Mỹ Dung và vũ sư Hồng Lân là ngày hôm đó ngay cái ngày 23 tây tháng 11 thì là hai vũ sư không biết là sẽ có cái kết hợp gì hay không và có trình diễn ngày hôm đó hay không trong cái giờ break time, trong lúc mà chấm điểm, không biết có những tiết mục đó hay là mỗi vũ sư sẽ có một bạn nhảy khác nhau để mà biểu diễn với nhau. Không, về phần này thì nói chung là tới gần cái tới ngày đó là bạn bí mật, có trò hay không nữa. Bí mật cái gì? Nhưng mà cho Hồng Lân nói như thế này, tức là thứ nhất á, Hồng Lân bản thân là một vũ sư thường xuyên tổ chức các cái chương trình khiêu vũ. Dạ vâng. Nhưng mà Hồng Lân thấy chị Hồng Vân chỉ là một người, chứ không phải là một vũ sư.
chứ là một người đam mê yêu thích nghệ thuật khiêu vũ, mà chị đã dám đứng ra cái tổ chức một cái chương trình như thế này. Và một cái phần Hồng Lan rất là ngạc nhiên, thực tế mà nói nhiều khi có những cái chương trình của Mỹ nó tổ chức thi không có bao giờ mà có những giải thưởng lớn gần mấy ngàn trở lên. Tức là thực tế mà nếu mà đi thi chỗ Mỹ rất là tốn kém, nào áo quần trang phục tiền thầy cũng như tiền đóng góp, nhiều khi ra Las Vegas thi với cả một cái không bao giờ có những giải thưởng này. Nhưng mà Hồng Lan thấy rằng á, chị Hồng Vân kia một người yêu thích nghệ thuật mà dám đứng ra tổ chức, thì thứ nhất Lan là người từng đã tổ chức Lan biết, thì cũng mong thứ nhất là các anh chị nào mà yêu thích nghệ thuật chúng ta nên mạnh dạn đi thi. Bởi vì cuộc thi ở đây á, đối với chị Hồng Vân không phải là một cái lò của ai hết, mà tức là ban tổ chức đã tạo điều kiện những anh chị nào đi thi vẫn có thể về New Diamond, có thể mà tập cho mỗi vũ sư một fantasy, vũ sư kia fantasy. Thì như vậy là họ tổng hợp hết tất cả cộng với những cái bước của họ, sáng tạo của họ, thì như vậy họ sẽ tự tin em vào đi thi. Thì Hồng Vân cũng nhấn mạnh đây không phải là một cái lò nào đi thi, mà mục đích của chị Hồng Vân là gì? Cái khiêu vũ nó là đã chúng ta biết nghệ thuật và công viên nó đã nhiều cái như bác sĩ đã chứng nhận rồi đó. Thì theo Hồng Lan nghĩ bây giờ đó, thứ nhất để cái ban tổ chức đã dám một không phải một người vũ sư, một người là trong ngành khiêu vũ mà dám tổ chức như vậy, thì Hồng Lan cũng kêu gọi mong giống như cái tâm tư của Hồng Lan từng tổ chức là Lan biết, thì mong có các anh chị nào yêu thích nghệ thuật khiêu vũ cũng như là các anh chị mà mạnh thường quân đó cũng nên support và bảo trợ trong cái chương trình, để cho có thể một sau cái chương trình này có thể mỗi năm thì Hồng Vân có thể làm thêm nhiều làm thêm như vậy nữa. Hy vọng rằng tổ chức được thành công, để vì là mình đã bỏ công sức vào khi mà mình làm như là một đứa con tinh thần, khi mình làm một tổ chức một cái gì mình muốn tổ chức thành công và hoàn mỹ. Vì thế cho Hồng Vân muốn rằng được công bằng và hoàn mỹ, Hồng Vân mới mời Mỹ Dung và Hồng Lân đây để có tiếng nói để cho quý vị mạnh dạn đi thi. Đó, thứ nhất là thôi hôm nay mình cũng có chung thay đổi, thì vì ngày 15 tháng 11 Hồng Vân nói là đó là hạn chót gửi khi tên, nhưng mà bây giờ Hồng Vân muốn cho quý vị có thời gian rộng rãi hơn. Cái là 15 tháng 11 tới đây là hạn chót gửi khi thi Bebop thôi, nhưng mà sau đó chúng ta có thể đến ngày 23 sau khi thi Bebop rồi thì quý vị có thể không được giải, quý vị có thể ghi tên để thi Tango. Và cái ngày chót để mà ghi tên để thi cha cha là ngày 30, có nghĩa là trước khi thi một tuần chúng ta sẽ khóa sổ. Và đặc biệt nữa, chúng tôi vừa bàn với hai vũ sư là chẳng hạn như quý vị một cặp thi đó mà thi Bebop đã được giải rồi thì có thể tách ra để kiếm tặng nơi khác để thi cái vũ điệu sau. Chẳng hạn như thi Bebop mà anh A với chị B đi mà đã đậu rồi đó, thì lẽ ra đậu rồi thì khỏi thi nữa và chung kết rồi, nhưng anh A anh có thể tách ra để hợp với chị C để làm một cái cặp bạc nơi khác để thi Tango. Cứ như là bây giờ nếu quý vị muốn thi Bebop, quý vị chỉ luyện Bebop thôi và quý vị ghi tên thi, và sau đó có thể làm một cặp khác để ghi tên để mà thi cái vũ điệu sau. Như vậy là mình vừa chơi vừa vui, phải không Dung? Vâng, và kính thưa quý vị là như là vũ sư Hục Lân cũng như vũ sư Mỹ Dung và chị Hồng Vân cũng đã có nói là những cái lớp mà chúng ta có thể, quý vị có thể đến để mà hấp thụ. Nếu mà quý vị có thời gian mà mỗi ngày quý vị đến tại vũ trường New Diamond thì quý vị có thể hấp thụ mỗi thứ một chút từ tất cả các mỗi vũ sư khác nhau, thì ngày hôm đó chúng ta quý vị có thể tha hồ mà múa máy và biểu diễn bắt đầu từ 8 giờ tối để mà chúng ta có thể thắng được một cái giải, bắt đầu từ 8 giờ tối thắng được cái giải. Kính thưa quý vị, một cái giá tiền mà thắng giải, Thanh cảm thấy đây là một cái cuộc thi đáng để mà chúng ta có thể để ý tới, đó là giải nhất là 2.000 Mỹ Kim tiền mặt quý vị, và giải nhì là 1.000 Mỹ Kim tiền mặt, giải ba là 500 Mỹ Kim tiền mặt. Và thưa chị Hồng Vân là với cái ba cái giải thưởng lớn như vậy thì không biết là VT Productions có tài trợ nào ở phía đằng sau hay không để mà ủng hộ với một cái số giải thưởng lớn như vậy? Vâng, dĩ nhiên chúng ta cũng phải có một số tài trợ, cũng như một ít những mạnh thường quân đã cũng có một lòng yêu nghệ thuật như Hồng Vân đứng ra để support. Nhất Hồng Vân xin cảm ơn là Việt Cosmo Beauty Association là người bảo trợ lớn nhất trong chương trình này, và cũng cảm ơn Dr. Mai Thị Hoa của Apple Dentist, Võ Đường Văn Bình và anh Châu của CS Construction, anh chị Hùng của tiệm vàng Hoàng Phú, ông bà bác sĩ Cao Hữu Tích. Và Hồng Vân hy vọng rằng cũng rất nhiều những bà bảo trợ có thể gửi những tặng phẩm để cho những cuộc thi Bebop, Tango và Cha 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 có những tặng phẩm với những quà có giá trị, chẳng hạn những cái phiếu ăn hay những phiếu làm tóc chẳng hạn, hay là quý vị có thể support bằng cách mua vé của những bàn VIP.
vàng VIP chỉ bán 200 đồng một bàn, 10 người chúng tôi có thể giữ chỗ và chúng tôi cũng có thể giới thiệu cơ sở thương mại của những quý vị vào trong chương trình. Và Vân, cái người mà Vân cảm ơn đầu tiên có thể sức mọc lớn nhất là đài BYN. Thì Vân nghĩ rằng là đó là một cái đài mà có thể nói là đi sát với cộng đồng. Đối phòng Vân là một đài cũng là không lý tài không. Tại vì là sức mọc những cái chương trình mà gọi là có thể nói nghệ thuật, văn hóa của những cộng đồng Việt Nam thì đài BYN phải nói là một đài duy nhất. Vân cảm ơn rất nhiều và hy vọng rằng quý vị đến tham dự cái buổi thi Bebop này chắc chắn là đài BYN sẽ đem đến quay và quý vị sẽ được xuất hiện hình ảnh của mình trên đài. Và như vậy là chúng ta có thể học thêm những bước nhảy ở trên đài nữa. Nếu quý vị nhảy hay hay quý vị ra biểu diễn thì có thể quý vị nhìn thấy hình ảnh quý vị trên đài BYN, phải không ạ? Dạ vâng. Hôm đó chắc Thanh Thanh cũng phải đến chứ. Vâng, và thưa chị là trước khi mà chúng ta rời làn sóng ngày hôm nay đó để mà đúc kết cho cái chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay thì Thanh Thanh xin mời chị cũng như Vũ Sư Hồng Lân và Vũ Sư Mỹ Dung nói thêm về chi tiết là ghi danh như thế nào, lệ phí là bao nhiêu và liên lạc với ai để ghi danh. Hồng Lân nói về lệ phí đi, ghi danh. Xin mời. Theo như Hồng Lân được biết thì cũng như ban tổ chức đã lên cái lịch cũng như là một lần chúng ta đi thi như vậy đó thì chúng ta chỉ đóng lệ phí là 20 đồng. Nhưng mà 20 đồng này chúng ta đã được ban tổ chức tặng cho một cặp vé để cho khán giả của mình, tức là bạn bè mình đi thi, cái đó ở đi tham dự xếp bọt mà cũng là một cái điểm để cho thì trao đổi thôi, cũng như là lệ phí mà không khán giả của mình không. Cho nên Lan thấy ra rằng rất là chỉ được thay vì vé vé 10 đồng là vé 10 đồng vé mà đi thi đóng 20 đồng mà được hai vé mà hai vé đó như vậy là mình phải mua để mục đích làm gì, để cho cổ động viên của mình để còn xếp bọt cho mình được vào rồi. Tại vì nếu mà mình thi mà không đóng lệ phí nó không có giá trị, phải không? Hay như vậy mình một lệ phí tượng trưng thôi. Nhưng Vân nghĩ rằng là nếu quý vị muốn đi một bàn, đặt bàn hoặc là bảo trợ, hay là đi mua một bàn VIP, hoặc là quý vị có thể mua vé hoặc là muốn bảo trợ chương trình này, xin quý vị gọi cho Hồng Vân ở cái số điện thoại 972-750-1629, hoặc là quý vị nếu ghi tên mà tham dự để mà thi đó thì quý vị đến ngay vũ trường New Diamond bất cứ giờ nào, hình như là bắt đầu 6 giờ chiều thì vũ trường New Diamond đã mở cửa. Và xin nhắc lại là thứ hai, thứ ba và thứ năm có những vũ sư tại vũ trường bắt đầu 8 giờ tối. Quý vị có thể đến đó để mà tham khảo những bước nhảy. Và Hồng Vân hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ nhiệt liệt để cho chương trình này được thành công mỹ mãn, sau đó chúng ta có thể vui chơi mỗi năm một lần. Dạ vâng. Và để trước khi rời làn sóng thì Thanh Thanh một lần nữa xin mời Vũ Sư Hồng Lân, Vũ Sư Mỹ Dung và chị Hồng Vân một lần nữa gửi lời chào đến khán giả cũng như là kêu gọi khán giả đến để mà ủng hộ cho chương trình do BT Production tổ chức. Xin mời thôi Thanh Thanh nghĩ nhường Mỹ Dung nói trước. Mỹ Dung. Dạ. Mỹ Dung rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Mỹ Dung xin chào tạm biệt, hẹn gặp tất cả quý khán giả lại trong những ngày thi sắp tới. 23 Mỹ Dung biểu diễn đó. Đặc biệt trong chương trình đó là có những tiếng hát đã được giải truyền hình năm vừa rồi, năm 2012, những tiếng hát được giải nhất, giải nhì, giải ba sẽ xuất hiện trong chương trình. Cũng như là đây là một Hồng Vân làm văn nghệ, Hồng Vân muốn promote cho những tiếng hát đã được giải để cho cộng đồng mình, Houston mình phải ngon hơn, lành hơn những tiểu bang khác. Vì thế cho nên Vân hy vọng rằng quý vị sẽ đến support cho chương trình này. Và cảm ơn tất cả những vũ sư, đặc biệt là Hồng Lân, Mỹ Dung đã có mặt ngày hôm nay, support cho Hồng Vân rất nhiều về tinh thần. Hồng Vân giữ tinh thần rất là quan trọng. Cảm ơn Thanh Thanh và người đẹp hôm nay mới được gặp. Hy vọng rằng được gặp Thanh Thanh trong cái đêm tổ chức đó mà rồi chứ không một phần nữa. Vâng, Thanh xin mời anh Hồng Lân gửi lời chào. Hồng Lân cũng xin được nói là Hồng Lân chỉ là một thành phần trong ban giám khảo. Thì Hồng Lân thấy rằng cũng mong kêu gọi các anh chị yêu thích nghệ thuật khiêu vũ, chúng ta nên mạnh dạn vào chương trình tham gia trong cuộc thi này của chị Hồng Vân. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình sắp đến. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phỏng vấn đặc biệt của đài BYN TV 57.3. Và một lần nữa Thanh Thanh xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã chú tâm theo dõi trong cái chương trình phỏng vấn ngày hôm nay. Và Thanh Thanh xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phỏng vấn lần tới.